Xin chào các bạn, Sevanet đã từng giới thiệu đến với các bạn rất nhiều loại tai nghe nút dành có thiết bị di động, đó là tai nghe của Beats Audio. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta đổi khẩu vị đi, chuyển sang chúng ta chơi Sony. Sony là một trong những nhà sản xuất mà khá là đa dạng, có thể nói là họ đa dạng không hề kém Samsung. Samsung thì có lẽ chỉ hơn Sony là họ sản xuất được cả ô tô với lại tàu thủy thôi. Còn Sony là trải dài từ tai nghe, tivi, rồi đầu điện lạnh, rồi đến cả thậm chí là nồi cơm điện cũng có. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn hai chiếc tai nghe thuộc dòng XB, là dòng tập trung vào âm thanh bass dành cho người tiêu dùng trên thị trường. Và đây là một trong những cái loại tai nghe mà đặc biệt phù hợp với những ai hay nghe nhạc trên điện thoại di động hoặc là trên các máy nghe nhạc như iPod. Đầu tiên thì về cái hộp thì các bạn thấy là hai thiết bị này có hai cái hộp kích thước khác nhau, một cái to và một cái bé. Và cái bé đương nhiên là sẽ là một cái dòng ở thấp hơn. Đây chính là dòng XB30EX, còn cái to hơn này là XB60EX. Mình sẽ giúp các bạn phân biệt ở nó trước. Thứ nhất là cái dòng 30EX này thì chỉ là phòng powerful bass, tức nghĩa là cái âm lượng bass nó mạnh. Nhưng mà tuy nhiên đến cái dòng 60EX là nó khác hẳn, nó là clear and sharp, tức nghĩa là chúng ta nghe bass sẽ khá là trong, cũng như là nó rất là chắc và rõ ràng, khác hẳn so với cái loại bass mạnh này thôi. Như vậy là cái tai nghe 60 này chúng ta là có sự cải tiến về âm thanh. Ở trong này nó ghi một số phụ kiện cũng là sự khác biệt. Nếu như trên cái sản phẩm 30EX thì chúng ta sẽ có một số cái nút tai nghe, có một cái clip để chúng ta có thể kẹp vào áo khi đi ra ngoài đường, có một cái túi để đựng được cái tai nghe của chúng ta. Thì bên này thì bên cạnh những cái nút tai nghe này, rồi cái clip và cái túi đựng thì nó còn được tặng kèm thêm ba cái kích thước khác nhau của cái nút tai, cho phép chúng ta chống ồn. Khi mà chúng ta nghe tai nghe thì nó sẽ không sợ bị ồn, cũng như là lọc âm thanh rất là tốt. Như vậy là rõ ràng là Sony đã có sự phân cấp giữa hai thiết bị này ngay từ cái cách đóng hộp bên ngoài, cũng như là một số phụ kiện dành riêng cho nó. Và mình sẽ mở hộp của cái thiết bị tai nghe này ra. Cái cách đóng hộp của nó khá hay, chúng ta không phải bóc vào bên trên mà sẽ có một cái thanh trượt ở bên dưới, để qua một bên thì lập tức sẽ lòi ra bên dưới này. Chúng ta có cái chứa bảo hành này, có phần tai nghe rút ra từ bên trong. Đây các bạn thấy đây, cái đóng hộp của hãng Sony thường khá là đặc biệt. Chúng ta có cái tai nghe của nó và sẽ bóc nó ra. Toàn bộ bên trong này cũng là cái phụ kiện của cái chiếc tai nghe này luôn. Đây chúng ta có một cái túi đựng tai nghe để mọi người có thể đựng được khi mà các bạn đi ra ngoài đường hoặc là muốn cất nó đi, để chúng ta có thể bảo vệ được cái tai nghe này chống bụi bẩn sẽ tốt hơn. Có các cái nút tai nghe phù hợp với kích thước của từng người, như vậy là sẽ khá là tiện lợi. Và tất nhiên là tai nghe thì làm gì có sạc. Rồi, sạc có gì đây? Chúng ta có một cái clip, nhưng mà mình đã nói ban đầu là chúng ta có thể kẹp cái tai nghe này vào quần áo để đi ra ngoài nó đỡ bị vướng hơn. Và đây là cái tai nghe XB60 của chúng ta. Bên trong này là có hai cái loại nút khác nhau và có bao gồm cả chống ồn. Như vậy là nó sẽ khác biệt so với loại 30 này. Và chúng ta đang có ở đây hai cái tai nghe, một cái XB60EX và một cái XB30EX. Thì cái về cái thiết kế các bạn sẽ nhìn thấy ngay. Công nhận là Sony ấy, thường từ điện thoại di động cho đến tất cả các loại sản phẩm khác của Sony thì mình đều nhận thấy là nhà sản xuất này có một kiểu thiết kế rất là dị, không giống ai. Tuy nhiên thì nó mang lại một cái vẻ đẹp thời trang rất là cá tính, trông nó rất là ngầu, phải nói là nhìn nó hơi bị đầu gấu loại tai nghe này này. Đó, kích thước cái kiểu dáng của nó không phải là loại tai nghe thẳng ra như các bạn đã thường biết, mà nó cong lên và cong xuống theo hình dáng của chữ L như này, nhìn nó rất hầm hố. Và ngoài ra tai nghe thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ hơi bị đâm lệch ở bên trong, như vậy tai nghe chúng ta sẽ nút chắc hơn. Đi ra ngoài các bạn có di chuyển thì không sợ bị rơi ra ngoài, nhưng một số loại tai nghe đâm thẳng vào thì kiểu là tai nghe Beats mà chúng ta vẫn thấy theo kiểu thiết kế trên thị trường. Cái chất liệu của nó thì đương nhiên là vẫn phải làm bằng nhựa. Và cái hai cái loại tai nghe này thì riêng sự khác biệt của loại 60 ấy là cái đây có phiên bản đặc biệt của nó là sẽ màu vàng chứ không phải là màu đen. Ở đây chúng ta có một cái biểu tượng bên cạnh là chữ L và chữ R là phân biệt là tai nghe bên phải và bên trái của các bạn. Có một cái khe trống nằm ở ngay cái phần tai nghe này. Cái khe trống này có lẽ để cho phép các bạn có thể nghe được âm thanh bass nó tốt hơn, không bị ù khi mà nó ôm tất cả vào bên trong thì âm thanh bass không thể thoát ra được bên ngoài được. Khi các bạn tăng cái chất lượng âm lượng của cái bài hát các bạn đang nghe lên quá cao thì nó vẫn cũng có thể thoát ra được bên ngoài. Loại dây của nó vẫn là một loại dây khá là chắc và là loại dây chống rối. Dây này thì nó có thể bền, và đặc biệt là các bạn thấy là nó làm của Sony họ thiết kế rất là cẩn thận, có một cái đường kẻ sọc, hầu hết là đường kẻ sọc chạy dọc theo cái dây tai nghe này. Chúng ta sử dụng các bạn thì cuốn chắc lại như này, các bạn thấy đây, cuốn chắc nhưng mà vẫn rất tốt. Loại tai nghe này của Sony là loại tai nghe siêu bền. Nó sử dụng rắc cắm tai nghe 3,5mm và như Sony nói là tương thích với tất cả các thiết bị trên thị trường để dùng chuẩn chung này, từ iPhone cho đến các thiết bị smartphone của Sony hay các thiết bị Android khác trên thị trường đều sử dụng tốt loại tai nghe này. Về cái thiết kế và cái điểm phân biệt để giúp cho các bạn lựa chọn hai cái sản phẩm này thì hai cái loại tai nghe của chúng ta, các bạn đã thấy là cái sản phẩm 60 thì cái logo của Sony được làm như kiểu là giả kim loại, nó khá là đẹp và nó bóng bẩy còn ấn tượng. Còn riêng với loại 30 này thì nó hoàn toàn bằng nhựa và là một cái dòng chữ Sony là một lớp sơn được viết lên bên trên, và theo như một số cái đánh giá trên mạng thì lớp sơn này nó không thực sự bền bằng so với cái loại in nổi logo nổi bật như kiểu là cái tai nghe 60 này. Như vậy là cái mức giá khác nhau cũng đem lại một số sự khác biệt. Cả hai loại tai nghe này thì đặc biệt là dành cho những đối tượng người tiêu dùng mà thích nghe âm thanh nhạc bass phù hợp với là một số cái bài hát như là dance, house và nhạc dubstep. Ngoài ra cái giải tầm công suất hoạt động của nó là 100mW, tần số đáp ứng của nó là từ 4 đến 24.000Hz. Đây là cái loại 30, cái loại 60 sẽ cao hơn là từ 4 cho đến 25.000Hz. Như vậy là mình nghĩ cá nhân là về kỹ thuật số thì nó không khác biệt quá nhiều, có chăng là chính về cái thiết kế bên ngoài của hai cái sản phẩm này cũng như là một số cái phụ kiện được tặng kèm bên trong. Và các bạn thấy là Sony đã phân biệt rất là rõ ràng hai sản phẩm có những cái chất lượng âm thanh bass hoàn toàn khác nhau. Các bạn cần thấy video ích đừng quên like, share với bạn bè, truy cập vào trang sevanet.com.vn để theo dõi mức giá của các phụ kiện này. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.